Thầy xin chào ông bà, cô chú, chị bà. Hôm nay Hạnh lại tìm tập quán Bổ Thấm đặng mua đồ cho nhà của em Thanh bị tai nạn nằm một chỗ. Gia đình của chị Linda Võ ở Mỹ gửi là cho em là 4 triệu đồng. Thì Hạnh sẽ mua số tiền là 1 triệu. Còn số tiền 1 triệu thì gửi tặng cho mẹ em là tháng 1, ngày 18 tháng 1 năm 2024. Thì còn số tiền là 2 triệu thì tháng sau Hạnh sẽ lại mua cho gia đình em. Như nhận được số tiền của mạnh thường quân thứ hai là cô Trần Ái Châu ở Mỹ gửi cho em là 100 đô thì Hạnh đổi được là 2.460.000. Thì cô nhờ cho Hạnh mua cho nhà em là tất cả là nhu yếu phẩm với cá mồi này kia cho em sửa tả, thì tặng cho em còn số tiền dư lại gửi tặng cho mẹ ba em bằng mua đồ bánh kẹo ăn Tết. Rồi mạnh thường quân thứ ba là gia đình bác ẩn danh ở Úc gửi cho Hạnh là 200 đô Úc đổi được là 3.200.000, thì nhờ Hạnh trao cho em Thanh tặng em có tiền đặng mua đồ ăn, đồ sinh hoạt hàng ngày. Giờ Hạnh mời ông bà cô chú bạn cùng Hạnh vào trong mua đồ. Mua đồ không Hạnh? Dạ em chào chị. Trước tiên thì Hạnh mua phần tiền của chị Linda Võ thì Hạnh sẽ mua gạo nè, cá mồi nè, rồi nhu yếu phẩm cho gia đình em đi. Là cháo rồi tất cả đó ha, là nhu yếu phẩm. Còn số tiền của cô Trần Ái Châu á thì Hạnh sẽ mua tả là sữa với dầu xà bông rồi đó cho em tắm rửa, là một năm thì em tắm con lần hả, bây giờ thì không ai tắm á, thì mua cho em tắm sinh hoạt hàng ngày luôn đó. Thì Hạnh sẽ mua đầy đủ cho gia đình em. Giờ trước tiên là chị lấy gạo cho em trước đi, 25 kg gạo. Tiên lấy cái tờ viết này chị lấy gạo. Gạo rồi tương lấy với nước mắm nước tương luôn đầy đủ đấy chị. Nước mắm nước tương thứ hai đi. Đây là cái phần tiền của chị Linda Võ ở Mỹ nè, để cho Hạnh là 2 triệu, nhờ Hạnh mua đồ nhu yếu phẩm cho gia đình của em á là 1 triệu, là Hạnh mua đường nè, nước mắm, dầu ăn, bột ngọt, muối, nước tương, cá mồi, thùng cháo. Để coi còn sót cái nào đây. Đường là 48.000, nước mắm 30.000, dầu ăn 60, bột ngọt 34.000, muối 6.000, nước tương 14.000, cá mồi là 210.000, thùng cháo là 145.000, với một bao gạo 25 kg là 460 nữa, là tổng cộng của mình bao nhiêu vậy? 1.007.000 hả? Cái này là phần 1.007.000 cho em gửi ha. Rồi. Cái này là 1.000.000 nè. Rồi chị lấy 1.007.000 chị lấy là vớt 7.000 luôn hả? Rồi em cảm ơn chị nhiều. Rồi tiếp theo thì Hạnh sẽ mua cái phần của cô Trần Ái Châu ở Mỹ gửi cho Hạnh là 100 đô thì họ đổi được là 2.460.000. Thì Hạnh sẽ mua tả sữa với những đồ cần thiết cho em, giấy rồi đó. Có mua giấy ướt không? Dạ mua luôn chị, giấy lai này kia luôn, làm cho em dễ sinh hoạt á. Em bé đó bà lớn rồi hả? Em đó hành 9 tuổi rồi mà tại em bị tai nạn nằm chỗ 9 năm á, người nên người rất là ốm luôn. Đây là phần quà thứ hai của cô Trần Ái Châu ở Mỹ nè, nhờ Hạnh mua cho em nè, tặng em có đồ xài luôn. Hồi đó giờ thì em nằm chỗ không có xài tả đó, giờ thì cô gửi về Hạnh sẽ mua tả rồi sữa với giấy rồi cho em nè, mua bánh cho em buồn miệng thì em cũng có bánh ăn luôn. Đây là tả, đây nguyên một tả bự luôn. Này là khăn ướt nè. Không, mình để này ngoài đứng được đi, mình để ngoài cho chị đi. Rồi, vậy đi, cho nó gọn một đây. Còn phần quà này là của chị Linda Võ ở Mỹ. Thì Hạnh đã mua nhiều phẩm cho em. Thì Hạnh chia ra mua mỗi người một phần á, cho đầy đủ gia đình em luôn. Giờ đang tính tiền. Rồi đây là phần quà thứ hai là của cô Trần Ái Châu ở Mỹ. Có gửi cho Hạnh là 100 đô thì Hạnh đổi được 2.460.000. Thì Hạnh mua sữa là 2 thùng là 315.000 là 630.000, bánh gạo 80, khăn ướt 40.000, giấy 45.000, dầu gội 70, tả là 484.000, cà phê sữa thì 74.000, rồi thêm một bịch 37.000 nữa là tổng cộng là 1.460.000.
Đây. Đi lộn mà chạy đi, tính lộn rồi thôi. 70. Cái gì chị? Chạy đi nó tính lộn thôi, coi cho nó luôn đi cưng ơi. 7 giờ la boy đó 70 ngàn đó lộn rồi. 70 ngàn là nhiêu? Nó tới 78 ngàn lận. Bớt 8 ngàn nữa. Rồi cho em gửi tiền chị ơi. 1 triệu 460 ngàn ha. 1, 2, 3, 4, 5. Ủa sao nó nhớ 7 tờ mà. Trang nào chú? Cái trang... Rồi này là 7 tờ nè chị. Tờ 200 là 1 triệu 4 ha. Cái này là 60 em đương 100. Đây. Đây chị thổi 40 ngàn. Mì gì chú? Ở chùa cai cưng. Bây giờ thì Hạnh mua đồ ở tiệm tạp hóa Mộng Thám đã một chút xong rồi. Giờ Hạnh sẽ lên nhà của em Thanh đặng gửi tặng những phần quà một của cô với chị gửi tặng cho em với số tiền của chúng du danh ở ẩn danh. Xin chào ông bà, cô chú, chị bạn. Thì Hạnh đến nhà của em Thanh này. Hôm trước thì Hạnh có quay hoàn cảnh của em đó. Em bị tai nạn nằm một chỗ thì quay lên thì được cô chú yêu thương ủng hộ số tiền cho em mua đồ ăn. Rồi trước tiên là số tiền của chị Linda Võ ở Mỹ gửi cho em là 4 triệu đồng. Thì Hạnh gửi cho 2 tháng là tháng 1. Hôm nay là ngày 18 tháng 1. Thì Hạnh mua đồ nè. Gạo 25kg, một thùng cháo gốc đỏ, cá mòi với đường hạt nêm đầy đủ cho gia đình em nè. Nước mắm, nước tương, muối đầy đủ luôn. Là một phần quà này là trị giá 1 triệu đồng. Còn đây là phần quà của cô Trần Ái Châu ở Mỹ gửi cho Hạnh là 200 đô. Thì Hạnh đổi được là 2 triệu 460 ngàn. Thì Hạnh mua sữa nè, rồi tả, rồi bánh, dầu gội đầu, khăn ướt, rồi giấy, rồi cà phê, sữa cho em uống nữa. Là tổng trị giá là 1 triệu 460 ngàn. Còn lại 1 triệu thì cô có nhờ Hạnh là gửi cho ba mẹ của em đặng có tiền đặng mua bánh kẹo ăn Tết á. Với bên đây thì cũng gửi cho 1 triệu nữa của chị Đinh Đa Võ, gửi cho ba mẹ em 1 triệu đặng Tết thì mình mua thịt trứng để mình kho với ăn với dưa cải. Rồi chị chào em Thanh. Hôm nay sức khỏe mình sao rồi? Nó cũng khỏe, lúc mệt, lúc khỏe, lúc mệt. Vậy đó ha. Dạ. Rồi có cái anh trai rồi đi về là nuôi mình hả? Dạ. Mẹ hỏi mẹ bệnh đó rồi ảnh đi về, đặng ảnh ở nhà ảnh cơm nước đầu cho em, cho cha em đi nuôi. Rồi có anh trai về có tắm rửa gì không? Sao mình không tắm rửa sao chịu nổi? Mình tắm này kia đúng đâu có nặng gì đâu, em cũng nhẹ mà. Tắm cái giặt này rồi kia nhiều lắm, giặt hết cái này. Cái này phải giặt thường xuyên nè, để lấy trơn rồi. Để khi nào mà Hạnh lợi thì Hạnh sẽ con cái này mùng rồi. Cũ hết hết trơn luôn rồi. Niệm mền rồi cũng lâu lắm rồi hả? Dạ lâu. Tóc là mình có thợ đi ngang đó, mình đi hớt. À, em tính Tết tắm, năm tắm lần nào cũng có nhờ người này người kia hết, có mấy cái người kiểm sớm nè. Để kéo thấy đó thì hết đại lên cho cao thì được rồi. Vậy đó hả? Dạ. Chị cũng có mua xà bông Lifebuoy tắm gội đó. Cho mình nó tắm cho nó mát mẻ hơn. Chứ một năm tắm con lần hai lần sao chịu nổi, người không chịu nổi đâu. Một ngày mình tối không tắm một là còn thấy chịu không nổi nữa đó. Tại vì kiểu thấy gì, mỗi lần tắm mà lu bu có mình nên ảnh thôi giặt cái này rồi với tắm rồi nắm lên nắm xuống rồi có mình nên khi nào ấy thì lúc chơi mẹ mà còn khỏe thì tắm có ba ở nhà thì tắm rồi cái mẹ mới giặt đồ và bé yếu rồi. Rồi cô chú là đi bệnh viện chưa về nữa hả? Dạ chưa chị. Chưa về. Dạ có bảo hiểm nghèo, có bảo hiểm nghèo nằm cũng đỡ. Không có tốn tiền ha. Dạ có bảo hiểm nghèo. Rồi. Mình nằm không có tốn tiền cũng đỡ. Thì hôm nay thì chị nhận được số tiền lần thứ nhất á. Dạ. Thì được cô Trần Ái Châu với chị Linda Võ ở Mỹ á thì gửi cho mình đó ha. Thì chị mua đầy đủ hết trơn rồi chị để đó kìa. Dạ. Là tả đó cho mình sử dụng luôn, hồi đó cho mình không có sử dụng tả ha. Dạ không chị. Tả dán thì mình dán vô là mình xài rất là thoải mái luôn. Dạ. Rồi sữa nữa, rồi bánh nữa. Khi nào mình có đói thì uống sữa thêm. Có cháo nữa rồi, cháo gói nữa. Đó, thì dễ dàng cho em dễ sinh hoạt như là ở đây nè. Có bình thủy nước thì em cũng tự làm được ha. Đó, đói thì mình có sữa uống, có cháo luôn.
bánh nữa, rồi khăn ướt, rồi khăn giấy nữa, rồi cà phê sữa nữa. Dạ. Những khi nào mà mình mệt mỏi thì uống cà phê đồ vô cho nó khỏe lại ha, sức khỏe mình đỡ lên chút. Dạ. Rồi được vậy, em có lời gì muốn nói đến trước tiên là chị Linda Võ ở Mỹ đi. Dạ. Chị yêu thương mình đó thì chị gửi cho mình phần quà gì đó. Mình có lời gì muốn nói đến chị không? Gửi lời cảm ơn, đầu tiên gửi lời cảm ơn chị và chúc cho gia đình chị luôn luôn mạnh khỏe, luôn luôn may mắn, gặp nhiều điều tốt và lành. Rồi, Mạnh Thường Quân thứ hai là cô Trần Thanh Nga ở Mỹ. Thì cô có gửi cho em là 100 đô. Thì nhờ chị là mua đồ là hết 1.460.000. Còn lại 1 triệu thì gửi cho ba mẹ em. Rồi em có lời gì muốn nói đến cô không? Em nhỏ lớn không đi học, em cũng dở chị, thì em chỉ chúc cô chú mấy anh chị Mạnh Thường Quân có nhiều sức khỏe, có nhiều may mắn trong cuộc sống, đang giúp đỡ được nhiều người hoàn cảnh như em hơn. Ừ, nhiều người hoàn cảnh giống như em ha. Dạ. Rồi bữa nay thì không có mẹ cha em nhà thì số tiền chị cũng không biết sao nữa. Thì mấy cô với mấy chú với anh chị thì nhờ đưa cho hai cô chú, đặng cô chú giữ, đặng cô chú mua đồ ăn ăn Tết đồ đó. Dạ. Mua bánh kẹo đặng Tết đến rồi. Là số tiền là 2 triệu đồng. Rồi số tiền thứ ba là của chú ẩn danh ở Úc, có nghĩa là 200 đô Úc á, thì đổi được là 3.2 triệu. Thì hạ cô chú á, gia đình của chú thì nhờ chuyển lại cho gia đình của em Thanh nè, cho ba mẹ em giữ đang có tiền để mua đồ ăn cho em bồi bổ sức khỏe thêm. Thì hôm nay thì không có cô chú ở nhà, thì số tiền lần thứ nhất thì Hạnh nhận được của ba nhà hảo tâm á, là gia đình của chú ẩn danh ở Úc gửi là 3.2 triệu. Còn chị Linda Võ ở Mỹ là gửi là 4 triệu. Gia đình của cô Trần Ái Châu ở Mỹ gửi là 100 đô thì được 2.460.000. Tổng số tiền mà Hạnh nhận được lần thứ nhất là 9.660.000. Thì chị Linda Võ thì nhờ Hạnh trao là hàng tháng, tháng 1 là ngày 18 tháng 1 năm 2024 là mua đồ 1 triệu, gửi 1 triệu là 2 triệu đồng. Còn tháng thứ 2 thì Hạnh sẽ quay lại cũng mua nhu yếu phẩm với tặng tiền cho em. Là tổng số tiền là mình nhận được là của ba nhà hảo tâm là 9.660.000 ha. Hạnh còn giữ lại số tiền mặt là của chú ẩn danh ở Úc là 3.2 triệu với 2 triệu của cô chị Linda với cô Trần Ái Châu, một là 2 triệu nữa, là tổng cộng là 5.2 triệu ha, là tiền mặt. Còn phần 2 triệu sau thì nữa tới tháng 2 thì chị sẽ mua đồ gửi lại. Bây giờ thì chị có người anh trai thì anh vô nhận giùm rồi đi ra ngoài bệnh viện đưa cho bác giùm em ha. Đây là số tiền 1 triệu của cô Trần Thanh Nga ở Mỹ ha, gửi cho ba mẹ của anh giữ giùm ha, rồi đưa cho bác, hai bác giùm em là 1 triệu đồng, anh coi lại giùm em. Còn đây là số tiền của chị Linda Võ ở Mỹ, cũng gửi cho mình 1 triệu luôn. Nè anh đếm giùm em ha, 5 tờ 200 là 1 triệu. Còn cái này là của chú, gia đình chú ẩn danh ở Úc, có gửi là 200 đô Úc thì được 3.2 triệu. Hạnh sẽ chắc Hạnh gửi cho em Thanh 1.2 triệu đi, đặng em bỏ túi, đặng có gì đi ngang á thì em mua đồ ăn cũng được. Còn lại 2 triệu thì gửi cho bác đi. 1 2 3 4 5 6. 6 tờ 200 là 1.2 triệu ha. Đây, để em có gì đồ ăn ngang á thì em mua ha. Ở đây nó có bán gì đó. Nhưng khi những mình viên cần á. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tờ là 2 triệu ha. Tổng số tiền em gửi cho anh là 4 triệu, còn em Thanh là 1 triệu 2 là 5 triệu 2 ha. Thì được gì anh có lời gì muốn nói đến trước tiên là chị Linda Võ ở Mỹ. Em cũng có gửi lời cảm ơn chị Linda Võ, chúc chị Linda Võ càng ngày càng mừng ăn tiền vô như nước, sức khỏe dồi dào. Rồi cái Mạnh Thường thứ hai là cô Trần Ái Châu ở Mỹ. Cũng cảm ơn cô Trần Ái Châu đã có tấm lòng giúp đỡ cho em nó nằm chỗ. Cũng chúc cô là có sức khỏe rồi mừng ăn ngày tiến tới. Gia đình là chú ẩn danh ở Úc. Cũng cảm ơn chú gia đình chú ẩn danh cũng giúp đỡ cho em Út nên có cái kinh phí để nó sống. Cảm ơn chú. Thì hôm nay thì lần thứ nhất ha, thì Hạnh nhận được số tiền là 9.620.000 thì Hạnh gửi cho em, còn lại 2 triệu sau thì tới tháng sau thì Hạnh sẽ lại mua đồ với để tặng cho ba mẹ em 1 triệu, anh có tiền mua đồ ăn cho em.
Rồi bây giờ chị hỏi lại một lần nữa thì cái giò của mình vậy rồi mình có ngồi được hay không? Tại vì gãy ngang xương sống rồi mình ngồi xe lăn được không? Đỡ lên ngồi xe lăn được chị. Ngồi mà 20-30 phút nữa tiếng là nó mệt. Vậy đó hả? Dạ, nằm với em quen. Vậy là mình cũng đâu có ngồi được hả? Dạ, ngồi một hồi cái nó mệt. Tại vì được hỏi em có nói là em ngồi xe lăn được thì cũng có cô Jessica Thảo Nguyễn đó. Thì thấy vậy cô cũng nói nếu mà ngồi xe lăn được thì cô sẽ mua một chiếc xe lăn đặng cho em ngồi tới lui, đặng đẩy tới lui ra ngoài đã tắm rửa nó cũng dễ dàng luôn, đặng cho nó thoải mái á. Mà mình ngồi thì khoảng một tiếng là mình mệt rồi hả? Từng tiếng tới ngoài là mình ngoài ên ha, có người nào đỡ mình không? Có anh trai gì, anh hai anh ẩm bỏ lên xe rồi có thì trai bỏ nguyên cái đầu đấy rồi mình ngồi mình đẩy tới lui vậy ha. Dạ. Đẩy vòng. Rồi bây giờ mình có ước muốn là muốn có chiếc xe lăn không? Em giờ em có còn cái chiếc cũ em còn em, cái đó chị cho ví dụ mà thôi có gửi cho ai thì khi có người người ta chưa có chị gửi lại cho những người ta cũng nhu cảnh như em. Cho người khác rồi. Tại vì đặc hỏi em nói chiếc xe cũ của em hư rồi mà em mai mà cũng còn xe được. Nên em muốn gửi cái đó lại phần quà lại cho những người cũng như là em kiểu đi đứng ngon được nhầm người thì rồi sao mình đòn hỏm thì mình còn chiếc xe đặng mình ngồi đặng tới lui cho thoải mái tắm rửa đầu dễ dàng á. Dạ. Bây giờ hôm nay thì nhường lại cho hoàn cảnh khác hả? Dạ em tại vì xe cũ cô cũng hỏm Hạnh, cô có gọi Hạnh. Dạ. Thì Hạnh cũng nói gợi ý của em là vậy đó, muốn có chiếc xe đặng em ngồi tới lui đó. Dạ, tắm rửa cho dễ dàng luôn. Em gửi lời em cảm ơn cô nhiều, cô thương em là gợi ý của cô thì cũng có gửi tiền về cho em vậy đó. Dạ. Em cũng chúc cho mấy cô chú mấy anh chị mình ăn luôn luôn giàu có chúng ta ăn. Ở đây thì Hạnh cũng cô Jessica đó thì cũng có ngỏ ý là mua thêm một chiếc xe lăn nhờ Hạnh mua giùm cho em. Rồi cô cũng gửi tiền tặng rồi chứ mua gạo nữa. Lần thứ hai thì Hạnh sẽ đăng clip lên thì hỏi ý cô thì số tiền của cô sử dụng như thế nào thì Hạnh sẽ làm như theo ý của cô ha. Cô có nói là gửi cho em là 300 đô nhờ chị là mua một chiếc xe lăn cho em nè, rồi mua tả nhu yếu phẩm với sữa này cho em. Còn 100 đô thì gửi cho ba mẹ em. Đó là 300 đô. Đây là em là Toán đang nằm trên đây nè. Đó. Cái này Tết chắc là mình phải thay cái này hết cho nó mới, nó sạch sẽ hơn ha. Dạ. Tết thì em đang đi tắm cái rồi em. Bây giờ có anh ở nhà đi tắm cho em đi, đặng cho khỏe đó. Hạnh sẽ quay cái chỗ mà em ở nè, dưới chỗ mình mà em bị thương đó, cho ông bà cô chú chị quan xem một lần nữa nè. Rồi vết thương của em từ chỗ cái lưng sống xuống là nó chết thịt rồi hả? Dạ. Nó chết rồi đó. Nếu mà em nằm ngược lại thì nó bị âm hâm cái lưng rồi nó thúi hả? Dạ nó lỡ rồi đó, lỡ thúi luôn. Nó ngoại tử còn cái chân á thì thịt nó bị lâu ngày không tắm á nên thịt nó cũng bị bong tróc lên vậy đó. Dạ nó bong. Rồi hôm nay thì Hạnh cũng rất là cảm ơn ba nhà hảo tâm luôn. Trước tiên là gia đình chú Tẩn Danh ở Úc. Rồi dưới gia đình của chị Linda Võ ở Mỹ. Rồi gia đình cô Trần Ái Châu ở Mỹ. Thì Hạnh xin chúc cho gia đình của cô chú và anh chị có thật nhiều sức khỏe, công việc thì luôn thuận lợi, gia đình thì luôn hạnh phúc, làm ăn thì phát đạt phát tài. Rồi chị cũng chúc em nhiều sức khỏe ha. Dạ em cảm ơn chị.
Rồi nếu được cô chú là yêu thương ủng hộ thì chị sẽ quay lại tìm em ha. Dạ. Thì lần thứ nhất thì chị đem lại bao nhiêu, lần thứ hai thì chị lại đem lại mua nhu yếu phẩm đó, dưới tiền thì đem lại cho em của chị Linda Võ. Dạ. Thì chúc em thật nhiều sức khỏe luôn, cố lên ha. Dạ. Cảm ơn anh. Rồi bước sang năm mới thì cũng cắt tóc đồ ra cho gọn gàng đồ, sạch sẽ đồ. Dạ. Mua quần áo mới đồ bận vô. Dạ. Rồi chúc em nhiều sức khỏe, chào em luôn. Dạ, em chúc chị nhiều sức khỏe.